rất nhanh. Vào rồi. Có vào không? Vẫn không vào. Quá khó tin. Thật không thể tin nổi. Tình huống đi bóng đã khó tin rồi, nhưng tình huống đệm bóng không ghi bàn được còn khó tin hơn. Pha bóng này là một trong những pha bóng hy hữu. Chắc chắn chúng ta sẽ còn phải bàn tán nhiều về pha bóng vừa rồi.